Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Sáng 16 tháng 3, liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án đã tổ chức lễ hợp long cầu Hưng Đức thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Cầu Hưng Đức dài gần 4,1 km bắc qua sông Lam, nối huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An với huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án được khởi công tháng 5 năm 2022 do liên danh nhà thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sinenco 4 thi công. Khi hoàn thành, Hưng Đức sẽ là cây cầu đường bộ vượt sông có chiều dài lớn nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam. Hiện nay là cầu là đạt 95% khối lượng, còn phần lại là thảm mặt cầu và làm cái có giảm cái là xong. Và hôm nay thì kỳ hợp long nhịp mà là quá sông Lam, nhịp dài nhất 120m và cái nhịp cuối cùng, và hiện nay thì tiến độ là đạt như thế rồi. Đồng thời là một cái cầu mà gọi là dài nhất trên cao tốc Bắc Nam, đồng thời là tiến độ phải nói cũng là nhanh nhất, tức là trong hợp đồng thì 3 năm, nhưng hiện nay thì từ khi hợp đồng cho đến khi vay được vốn đấy thì là chỉ có khoảng 5,5 thôi, thì là như vậy là đạt tiến độ. Theo thiết kế, mặt cầu rộng 17,5m với 4 làn xe, có giải phân cách cứng ở giữa. Cây cầu có 89 trụ, 2 mố. Đến nay, các hạng mục như cọc khoan nhồi, xà mũ trụ, đúc dầm đạt 100%. Ở phía huyện Đức Thọ, hơn 2,2 km đường dẫn lên cầu chính đã hoàn thành. Hạng mục này được thiết kế theo kiểu cầu cạn thay vì làm đường. Hưng Đức, phần cầu vượt sông Lam được thi công theo công nghệ cầu đúc hẫng khẩu độ lớn. Các nhịp giữa sông có khẩu độ đến 120m.